Bong Bong Con Kiss, kẹo bông vui học. Vanilla, M-U-N-N-Y. Vanilland, thành phố Tintin, Tomica, tập phim Ngôi nhà mơ ước. Ôi, chào những người bạn dễ thương. Xin chào, xin chào, xin chào. Chào Flick. Chào anh bạn. Chào anh bạn, lâu gặp. Ta đang chế tạo ngôi nhà mơ ước, ta cần các bạn giúp một tay. Ta cần các bạn tìm cho ta những chiếc lá phong xanh nguyên vẹn như thế này. Mỗi đội cần tìm 500 lá, ai tìm đủ sẽ chiến thắng. Mỗi đội sẽ có 3 người tham gia. Chọn thành viên cho đội mình đi nào. Jeep Wrangler, Chevrolet Camaro, Mercedes-Benz SLS AMG. Các bạn đi cùng mình là Jolly Plus, Sugar Plus, Chum Chum Elsa, Chum Chum Chef. Các bạn còn lại ở nhà đợi tin nha. Nhớ chọn những chiếc lá tươi và còn nguyên vẹn nha. Nào các chàng trai, xuất phát thôi. Nhớ là 500 chiếc lá đó nha. Chúng ta tới trước đội thành phố rồi, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Quá dễ dàng với chúng ta. Lấy thật nhiều là lá về đây. Bọn thành phố thua chắc. Chúng tới rồi kìa, đừng chậm như rùa, hãy xem bọn ta đây. Nè, đứng lại mà xem. Nhưng mà các bạn nghe dặn nè, nhớ cẩn thận, đừng có làm rách lá đó. Trời ơi, thế giới hoài không tới. Thua. Tôi cũng mệt quá hết nổi rồi. Nhìn thùng của tôi coi, cũng đầy ủ rồi. Chúng ta nghỉ ngơi thôi. Cứ giơ đại lấy những chiếc lá rụng đầy đất, rồi nhanh chóng về trước giành chiến thắng đi. Đúng rồi. Nhớ sao nổi nữa, tỷ vẻ ơi. Thôi, xong việc rồi, về đích đi. Cố lên nào. Phải chọn những chiếc lá trên cây nha. Tốt rồi team ơi, về thôi. Sao giờ này mới về tới? Tụi tôi ngủ được 3 giấc luôn rồi. Tụi tôi chọn lá trong vòng một nốt nhạc thôi nha. Wow, những chiếc lá tươi xanh. Để coi. Chúc mừng đội ngoại ô đã về đích trước. Chúc mừng. Và đội chiến thắng là đội thành phố. Cái gì? Đội thành phố mà thắng hả? Vì đội ngoại ô mang về nhiều lá rách và cũng không đủ 500 lá, cho nên đội thành phố mới là đội chiến thắng. Chữ cái WE này dành cho các bạn. Bây giờ tôi phải về tổ chức và tiếp tục chế tạo ngôi nhà mơ ước. Còn các bạn hãy ghi nhớ bài học về sự kiên trì ngày hôm nay nha. Thử thách cuối cùng nữa thôi. Liệu thử thách đó là gì? Ai sẽ là đội giành chiến thắng? Cùng đón xem tập tiếp theo nha. Đi nào. Tiếp tục với phần hấp dẫn nhất của chương trình. Trả lời hay, nhận quà ngay. Câu hỏi của bạn trong tập này là: vì sao đội thành phố chiến thắng? 1. Vì đội ngoại ô chậm chạp. 2. Nhờ đội thành phố kiên trì. 3. Vì đội ngoại ô bị hỏng xe. Trả lời câu hỏi ngay bên dưới một bình luận và đồng thời dự đoán số người trả lời đúng. Phần quà rất ngầu kỳ này chính là hai xe thành viên đội ngoại ô Tubica BB No 80 Jeep Wrangler sẽ dành cho hai bạn may mắn nhất. Nhanh tay lên nha. Các bạn đừng quên đăng nhập www.funnyland.vn và sử dụng mã BOMBOMFORKIDS để nhận ưu đãi 30% khi sưu tầm các xe Tomica tại Funnyland nha.
được phát sóng vào lúc 4:30 chiều thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên kênh Bum Bum Fa Kids nha. Các bạn nhớ đăng ký trên kênh Bum Bum Fa Kids để xem những đoạn phim hiện hay của bạn mình nha.